nặng không mày? Dạ con ơi. Dạ xìu rồi ha. Ừ. Mà mấy chỗ lúc bé thường có bị bệnh gì không ngoại? Bệnh con ơi, em nó bệnh hoài thuốc thường, và thường bé bệnh ngoài gì đi bác sĩ sắp ghế vô nó bị sổ mũi với hổm nay em nó bị mà tiêu chảy với nó ối nửa đêm rồi mày sợ không chết luôn bác đầu. Sĩ nó nói bé bị gì mà bé bị nhỏ xíu ngoại? Nó nói em bệnh gì đó con ơi, đại học cái dược nó có thí nghiệm máu rồi nó không có cho biết qua ngày ngày biết sau nó mới cho biết. Dạ, mà bây giờ mình biết chưa? Không biết con này, nó không cho. Tức là nói là không không có khả năng lớn nữa ha. Ừ, không có khả năng lớn. Dạ. Mình không biết nguyên do sao không lớn luôn. Ừ, nó kêu bằng cái gen gì đó con ơi. Gen ha. Ngoài cũng biết. Mà bé cũng bình thường như mọi người hết con. Thì em nó cũng bình thường mà điều nó ăn uống ít lắm coi em ăn được lận được chén không? Không, ăn có mấy muỗng. À, mấy muỗng gì hả? Bà ẩm đi bệnh viện hoài gì hồi nhỏ bà ẩm đi hết bệnh viện thành phố. Ẩm đi nè. Chắc người ta đâu có biết là bé lớn tuổi ha coi chắc người ta tưởng không hồi đó hả? Đi gần gối với miếng nhật tình á rồi sau này nó ẩm nó được rồi nó đi cũng nhỏ xíu không lớn được. Từ bé có lên được tiếng nào không cô? Có lên này thì cũng từ từ con, nhờ hồi uống sữa tới giờ với và mà cho uống mà ăn được ngủ được á. Lên cho ăn được ngủ được nha. Tối ngủ được không bé Ly? Khó ngủ. Hả? Tối khó ngủ. Ngủ được bình thường không? Khó ngủ. Khó ngủ lắm hả? Thông nghiệp không? Thường là ở đây mấy giờ mình ngủ Ly? Khuya lắm rồi, giảng viên đồ coi, phải cô viên lắm hả? Phải cô viên nào? Cô viên là coi trong điện thoại. Dạ. Yeah. Thế Ly? Tình hình nhồng có khi coi đi không? Có chết chết rồi. Coi gì bé Ly thích coi chương trình gì? Ngoài cô viên, không coi. Không hả? Nói dài mặt luôn mà. Đây nè. Không coi viên. Hả? Phim gì? Thích phim gì? Không thích phim đánh thì còn coi rồi đó. Còn phim tình yêu không có coi. Kỳ thế. Chán. Mình là phụ nữ mình phải coi phim tình yêu chứ tình cảm chứ. Đúng rồi, phụ nữ đúng rồi, coi phim tình cảm đâu. Coi phim kiếm hiệp thì sao được. Thích chứ không thích mấy cái đó. Thích tình cảm ha. Thích phim kiếm hiệp hả? Đánh gì đây hả? có nghe thích nghe ca nhạc được không? Có khi nghe. Hả? Bé Ly thích nghe ca nhạc được không? Rồi coi phim kiếm hiệp đó, Ly có học được cái môn võ công nào không? Con hả? Dạ. Con đem đóng vũ. Để chút đừng kéo lên. Bụng ngứa ha? Ngứa ha con? Ngứa. Cái giò nó có bộ bị ấy gì ta? Mình mấy nó da da nó không được. Tập trước dữ lắm, bây giờ bà xuất thuốc chứ bà cho uống thuốc. Mình bị dị ứng. Dị ứng ha? Dị ứng da. Bé này bị mũi chích một cái chắc sưng rồi. Ừ, ha. Cái ăn tôm mà cua biển vô là bị con ơi. À, vậy là nó bị phong à? Với gà. Ừ, mừng bé là mệt quá, chịu không nổi. Bạc rồi. Bây giờ nhỏ nhỏ rồi bạc. Bốn mấy cái tuổi rồi bạc. Bé Ly có mấy công tóc à? Cắt một lần nhiều lắm rồi, mà ngứa rồi, chút thuốc rồi đó. Rụng hả con? Rụng rồi. Còn mấy rụng à? Thừa quá thừa. Đó, da nhiều là nó rụng cái da nữa nè. Da nữa đó. Mệt không? Nắng hả? Giống như nó ở trong lạnh á. Trên mùa nực nó chịu không nổi ha. Đấy. Nè, nắm tay coi vừa không? Ơi. Thấy chưa? Để trên tay này coi. Đó, thấy không? Tay có tí tẹo hả? Mềm ha. Mềm lắm. Đúng rồi. Chút xíu à.
Bé Ly nói chung là tí hon thôi chứ cũng là đầy đủ hết trơn, không có bị gì hết á. Chỉ có là chỉ có là nhỏ thôi. Thân hình nhỏ thì lại thôi. Bác sĩ khám hở hai quanh tim đó con. Dạ. Bà đi thầy sao mà ta vuốt mà nó hết và không hay, cái chừng lớn lên và thấy mất tiêu hồi đó cái ngực nó mô thì nó sâu khuyết luôn. Bé Ly bị bệnh hở quanh tim ha. Hở hai quanh đó con. Dạ. Hồi đó nó chết giấc dữ lắm. Dạ. À, nóng là chết giấc. Dạ. Đi giác đi về dọc đường là nó chết tư luôn. Đem về để xuống hồi nó mới tỉnh. Ôi ơi, ai sức mắt qua. Đẹp dữ vậy? Hả? Chị hai. Chị hai sức hả? Ủa, sức đẹp dữ ta. Hồi đánh má hồng không? Có không? Có đánh má hồng không? Đánh má hồng mới đẹp. Cười cái ai? Hello. Chú ơi. Em ai mua Ly? Chụp hai bộ hả? Chụp hai người ta làm kiểu chụp hình cái coi. Cự lên coi, tay kia luôn. Ừ. Dữ quá. Đây nè, cho chú gửi này coi. Có nặng không? Nặng nói nghe. Nặng không? Có nặng không Ly? Đâu Ly đứng ngồi đó đi tới luôn vòng. Đi tới luôn vòng đây. Đi trong nhà thôi. Bé thì hơi yếu nên không có dẫn đi xa được. Quay vòng vòng quay múa quay sang vòng coi. Xe vòng chú coi coi. Không có mình quay qua cái mình quay lại. Quay lại. Đó. Chóng mặt không? Chóng mặt. Hả quay có vòng vậy mà chóng mặt đó hả? Khát nước không? Ăn nước không nãy giờ. Kêu còn nội chăm sang nó nội nội ngoại chăm sang. Diễn viên mới có chút xíu à. Bữa nay bé Ly mặc đồ nhìn thấy cưng lắm nè. Cưng. Hai bộ. Cho bộ ngắn bộ dài. À. Cho không không đi chợ. Này là mua chợ hay may chắc mua chợ. Chợ không à con. Chợ người ta dẫn vô shop người ta mua gì đó. À. Không nhận bộ đồ này nhìn ra dáng phụ nữ ghê ta. Của chị Cần Thơ á. Heo rồi. Ha quay đây nè. Quay nè, bộ đồ này ra dáng phụ nữ ghê ha. Yeah. Đây, bữa nay chú tới đây thăm trở lại thăm con rồi gửi cho con 500 ngàn của anh chị ở bên Cần Thơ nha. Dạ. Yeah. Đâu có coi chơi cho con nhìn cái coi là cái nhà đó nhà gì? Nhà gì á? Nhà cái hình ông cụ đâu? Cụ đó gọi là cụ gì? Cụ gì? Tên gì? Bác Hồ kính yêu. Biết luôn thương ổng không? Thương nhiều không? Làm lễ. Thôi tặng là bộ tặng chú đi. Được không? Sao kỳ vậy ta? Làm bộ tặng đi. Rồi nè lên ghế ngồi đi nè. Ngồi đi. Có quạt rồi. Lấy quạt cho nó. Biết quạt đâu rồi. Nói chung là cái tấm tiền này có thể là Bì Ngan sẽ bự hơn Bê Ly, phải không? Bì Ngan cũng bự hơn Bê Ly. Con đếm mà biết số không? Mấy số đếm biết không? Bê Ly không có biết. Biết vẽ không hả cô? Hay vậy ta? Tự nhiên học vẽ được hay là tự nhiên 3 tuổi không biết vẽ. Thôi giờ làm bộ tặng chú đi. Cố ra lấy hết 3 chú. Sao? Được không? Nhìn đây nè. Bộ tặng chú được không? Dễ à. Cờ ơi, cờ bự. Cờ bự đưa găng ra coi. Đưa găng ra coi. Đưa găng ra. Cờ. Nhìn nè, nhìn nè. Mắc cỡ gần có 2 cái à. Hả? Hả? Mình cho chú coi cho nghe nói còn cái 2 cái găng rồi hả? Đâu đưa chú lại đưa hộp trên luôn mới thấy có gì đang cho người ta đi chồng lại. Ừ đúng rồi, đưa con đưa đi cho người ta thấy đi chồng lại. Ừ. Môi dữ luôn, bự ra nghe, bự ra nghe gì nè, gì nè, gì nè, nghe bự ra biết chi không, đặng cho lỡ mấy lỡ, lỡ mấy cô chú ta thấy người ta chồng găng lại cho chồng nó đẹp tay chở. Ừ. Không chịu nè, 1, 2, 3 rồi vô nè, cự ra. Mình đừng mắc cỡ bình thường thôi. Ừ, cười lắm, cười lắm kìa. Tự nhiên cái kìa. Khi chồng găng được rồi sao? Hả?
không có làm kia mấy cô thấy hầm răng con xấu à. Rồi nên trồng lại. Ta trồng lại đẹp gấp 10 lần đó luôn á. Ừ. Có bộ răng là đẹp lắm. Đưa răng ra đi. Cái sức khỏe em không được làm không được. Nè gì đấy. Mà chú này tính nhổ ra bác sĩ tính nhổ mà đâu nhổ được. Sợ yếu á. Ừ. Nè bắt đầu nè, cười hết hầm răng nè. Có ăn kẹo không? Chắc ăn kẹo này chứ đâu. Ly có kẹo không? Không, không có ăn. Không ăn ha. Ly thích nhất là ăn cái gì? Hả? Thích nhất ăn gì? Ăn trái cây thì được. Ăn trái cây được ha, mà ăn thích ăn trái gì? Trái gì cũng được. Trái gì được chứ ha. Đưa cho ngoại kia cầm tiền đi. Đưa cho ngoại kìa. Đưa cho ngoại cầm tiền. Chú anh chị bên Cần Thơ á, gửi cho cháu. Gửi uống sữa ha, thích uống sữa không? Uống sữa có không? À, nhà có uống sữa ha. Sáng nấu gì cho bé ăn bà ngoại? Cơm thôi. Cơm thôi. Dạ, chị ăn húng tí bịch hả? Nè bây giờ Ly lấy kem ra chi sức lại cái mặt coi, cái mặt nó cái tự giờ Ly đổ mồ hôi chuồng bay đẹp. Kem hết rồi. Xấu rồi. À dạ. Lên hình hết đẹp rồi. Đây đang quạt kìa. Dạ cái quạt. Mất tiêu luôn rồi. Nè. Ly bây giờ gọi các bạn nó ngồi đi cho nó mát nè. À. Ồ, nghe đi bây giờ trang điểm má hồng luôn ta ơi. Nghe các bạn nó ngồi hết đi. Này cái anh bồng lên cái bàn nó ngồi trên cái bàn đó đó. Nó ngồi. Thôi cái gì tặng chú đi, nghe được không? Kem. Kem hả? Tặng được ha. Nè, cầm đi. Cầm nói không? Kem này kem gì Ly? Ngoại mua mà đâu biết đâu, nhà đâu có đi. Nhưng mà kem dưỡng da hay là kem sức cho nó trắng? Kem dưỡng da. Hay là kem chi mụn? Kem dưỡng da ha. Xịt xịt chút chút. Chiếc chiếc kiểu cưng không? Ừ. Ta xịt xịt cưng. Chắc không có bụng đâu ha mấy cô. Mắt mày xong rồi đen. Mấy mắt đen rồi thấy không? Đen. Mất ngủ nữa đó thấy không? Mất ngủ. Sao mình không cho bé ngủ sớm á con? Em nó ngủ đâu được con. Không được ha. Lớn tuổi rồi. Nó 22 tuổi nhưng mà mình sẽ là lớn. Mình lớn tuổi rồi. Tại vì cái tuổi tuổi ấy của em không có được dài nhưng mà mình thường. Trời cấp nằm viện dòm mấy cái tay quên xuống đi thương. Nhóc cho hai con. Thành phố cũng cho tiền. Số mũi cao chứ bộ. Số mũi cao thì chứ. Nói chung bé nhìn cũng là gọi là nó đầy đủ như mọi thiếu nữ khác nhưng mà con cái bị gút nhỏ lại thôi đó. Tình cảm. Muốn cài ghen con tay em bé mới sanh luôn. Cái tóc của anh ta. Học kem mình chắc Ly sức lâu ạ. Chấm muốn tài tí. Trăm 20 ngàn. Cái này 150 rồi. Bể ngoại. Từ từ thế ngoại, ngoại làm từ từ thôi. Chắc mới xài bé Ly xài mấy tháng. Cũng mau còn vàng ít chút thì nó bị ấy rồi. Mẹ ơi. Con dâu là chắc nó bị. Thôi bỏ đi sao. Nè có tiếng có gì. Cái này. Xức rắc rồi đó, đẹp rồi đó. Quá đẹp rồi. Quá đẹp, bé Ly ơi. Hồi mà đánh má hồng nữa cái quá đẹp luôn. Bé Ly này là phải tập thêm đi catwalk nữa. Đi catwalk trên sàn đó. Mình đi giống như những người mẫu vậy đó. Đi chợ rồi nó bắt vô tiệm mới phải làm. Trang điểm rồi ha. Trang điểm rồi cho. Ờ trang điểm nhìn cái mắt kìa nó đều kìa. Nhìn lại coi. Nhìn lại đây nghe.
coi lại coi kiến này coi. Coi đây. Coi kiến này coi. Điều chưa? Không có làm cho điều chưa đưa ngoài mở. Tán không được, nó khó tán. Cái kiến mà mở không được. Hả? Cái tán nó khó. Tán chưa điều. Ờ đó đó, chỗ đó đó. À. Điều chưa? Miếng đất bên đây nữa. Trên chán nữa kìa. Chán không đều kìa. Chán không được nè. Có sức bữa nay tao làm đẹp. Ừ. Lên hình mới đẹp được. Kinh đây, Đạo Ly Nam Mô Di Đà Phật coi. Niệm Phật coi Ly. Niệm Phật coi. Làm nhìn lợm đám cưới trong tiếng mà tung kinh luôn. Phúc cầu. Đây đi phải không? Hả? Này là ai? Anh này anh nào? Nhớ không? Nhớ anh không? Quy nè, Quy nè. Ghét Quy rồi. Giận Quy rồi. Quy rồi, mối tình đầu mà. Mối tình đầu của người ta mà. Chê quá trời, chê mà. Ha ha Ly. Hồi con bé. Hồi bé Ly cũng chụp chứ chú con tắm như vậy ha. Nhắc cái nỗi đau của em. Thôi bỏ qua Quy đi, mối tình đầu của Ly. Hồi khóc luôn giờ. Quy làm bé Ly buồn hả cô? Buồn lắm. Nó thương mà, nó thương Quy đó. Thương Quy ha. Ừ. Buồn rồi kìa. Buồn rồi kìa. Thôi đừng có gì rồi, buồn ha. Nữa coi, nữa kiếm anh khác đẹp trai hơn. Thôi bây giờ Ly đọc một bài tụng kinh đi. Về ngày, không phải, về tháng Vu Lan Báo Hiếu nè. Biết á, biết đọc không? Ừ. Biết đọc không, biết đọc không? Ly. Nam Mô Di Đà Phật coi. Đi chùa thì đại. Đâu, đi chùa Ly giá làm sao? Chắc hay đi giá làm sao? Giá làm sao? Có gì đâu mắc cỡ. Anh đi ra trả nữa. Ừ. Hôm qua con không lại. Giá cho 8 chân đầu, giá cho con đầu. Trời ơi, giá cho ai? Bé Ly không chịu giá cho bé Ly, giá cho ai? Cho ba tấm. Gì vậy? Xe là gặp xe mà có thờ mẹ Quan Âm á, giá cho bé tấm đi. Hay là đi chùa giá cho anh Huy sớm tìm được người yêu mới. Dám lắm ạ. Còn kỷ niệm của anh em sẽ chôn giấu vào tim. Xem đó như là một cái kỷ niệm.